Làm thế nào thu được muối từ nước biển? Ta có một bình tam giác chứa nước biển, rót vào chén sứ một ít. Để làm bay hơi nước biển, ta đun hỗn hợp ở nhiệt độ cao. Nước biển sôi, hơi nước bốc hơi, ta gọi đó là quá trình bay hơi. Dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau của các chất, nước có nhiệt độ sôi thấp hơn muối, nên nó bay hơi trước. Sau khi nước bay hơi hết, muối kết tinh ở đáy chén sứ, ta thu được muối.